Xin chào cả nhà mình. Hôm nay là tiếp tục về chia sẻ về các phương pháp về trị bệnh. Thì mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một phương pháp mới sau một quá trình tu tập học hỏi cũng như trải nghiệm. Thì hôm nay muốn chia sẻ một cái phương pháp mới dành cho những bạn mà bị bệnh mà các bạn uống thuốc không khỏi và những bạn mà các bạn không có điều kiện các bạn đi bệnh viện. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn phương pháp như thế này. Các bạn cố gắng các bạn áp dụng và các bạn để lại bình luận cho mình sau thời gian các bạn thử nghiệm. Và nếu như các bạn thử nghiệm thành công thì các bạn chia sẻ cho những bạn xung quanh của mình, những người đang bị bệnh nhờ vào cái phương pháp này. Các bạn có thể là các bạn áp dụng mỗi ngày để cho sức khỏe của các bạn được tốt hơn. Thì cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là để cho tâm của các bạn được tịnh một chỗ và tâm lúc nào cũng được thanh tịnh và trang nghiêm. Thì đây là một phương pháp là nói chung thì nói ra thì các bạn không tin. Nó là một phương pháp dùng để điều trị tất cả các bệnh. Là mỗi căn bệnh trên cơ thể của chúng ta đều là do một cái nghiệp duyên. Nghiệp duyên là cho nên là nó mới bị bệnh. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải dùng cách để tất cả các bạn hóa giải. Ngoài cái việc các bạn dùng thuốc để điều trị, thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho cả nhà một phương pháp, đó là các bạn niệm chú để kích hoạt năng lượng trong cơ thể, để dẫn tới những cái chỗ vùng bệnh, để trị được cái chỗ bệnh của các bạn. Rất là đơn giản, mỗi ngày các bạn dành ra khoảng từ 15 đến 30 phút, các bạn niệm câu chú này. Các bạn mỗi căn bệnh là sẽ có một câu chú. Thì hôm nay mình thấy là các bạn trong kênh của mình có nhiều bạn bị đau nhức xương khớp rất là nặng, nhưng mà uống thuốc thì không khỏi. Mình cũng có bán thuốc xương khớp, nhưng mà ngoài việc mình bán thuốc thì mình muốn lan tỏa những cái điều mình đã thực nghiệm và mình đã học hỏi. Đó là các bạn niệm chú, các bạn điều trị về đau nhức xương khớp. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn về đau nhức xương khớp và câu chú niệm như thế nào. Đầu tiên, đau nhức xương khớp là có rất là nhiều. Đau mỏi vai gáy, thoát vị đĩa đệm, đau nhức xương khớp, khô khớp, giật bẻ, rồi đau nhức xương khớp ở vùng lưng, thoát vị đĩa đệm L1, L2, L3. Nói chung về tất cả các đau nhức xương khớp trên cơ thể của chúng ta. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ một cái câu chú để các bạn niệm mỗi ngày. Đó là các bạn niệm cho mình một ngày 50 lần hoặc là 100 lần thì các bạn tiếp nhận được 50% năng lượng của các ngài ở trên gia hộ cho các bạn. Cũng giống như là cái vùng đau của các bạn sẽ không còn đau nữa nếu như các bạn hàng ngày các bạn cố gắng. Và mình nói với các bạn là nó sẽ có hiệu nghiệm trong lần niệm đầu tiên. Các bạn trải nghiệm và các bạn để lại cho mình cái bình luận nha. Đây là một cái mình học hỏi rất là nhiều, mình phải thực nghiệm và mình trải nghiệm và mình muốn chia sẻ cho cả nhà. Nếu như các bạn nào mà đang bị đau nhức xương khớp thì các bạn niệm cái câu này cho mình, thực nghiệm. Nhưng mình lưu ý với các bạn niệm là các bạn phải để tâm, thật tâm, định tâm lại một chỗ các bạn niệm thì mới có hiệu quả. Chứ không phải là các bạn niệm chơi là nó khỏi. Các bạn phải để dồn tâm lại một chỗ và các bạn niệm thì các bạn sẽ nhận được cái năng lượng và các bạn sẽ theo dõi cái vùng của các bạn đang bị đau nó có còn đau hay không. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn một câu chú, đó là Nam Mô Như Hạnh Đăng Phong Bồ Tát. Bạn nào đang bị đau nhức xương khớp thì các bạn niệm câu chú này cho mình: Nam Mô Như Hạnh Đăng Phong Bồ Tát. Các bạn niệm như vậy cho mình 50 lần đến 100 lần, định tâm, nhập tâm và thiền định thì cái căn bệnh đau nhức xương khớp của các bạn sẽ khỏi. Chúc các bạn sẽ niệm thành công và chấm dứt được cái cơn đau nhức xương khớp của các bạn. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều hơn ở các video khác. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video khác. Tạm biệt cả nhà mình. Nam Mô Như Hạnh Đăng Phong Bồ Tát.